thì lẩu ngọt. Lẩu ngọt. Món này kêu món gì? Món này kim tiền quá. Đồ nguội hấp dẫn. Xem kim chuồng. Cái đó là biết cái gì hả? Kim chanh, nấm kim chi, kim chi, kim chanh với gọt nhỏ đó. Ở ngoài là kim chi. Ở đây kim chanh rồi nấm linh chi nữa. Đây, bây giờ mình xem coi. Nhiều giọng mình nữa. Ờ, tàu bà Phượng hả? Ừ, nó nghiêm lắm luôn. Bà Phượng, tôi nói lắm luôn. Bà làm, bà thấy nhức nhó luôn. Ai cô Hạnh? Mà cái đám nốt luôn, tổng bố. Đây là ngày dỗ nhà mình đây, tất cả đều là món chơi. Kết à, ai cũng mâm mâm cho con ngồi đây hả con, cho con ngồi một mình đi đó hả?